đến với kênh uh, uh, kênh YouTube Toàn Investor của mình trong clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn với anh chị em cách đặt lệnh mua bán chia chốt khối lượng và rời SL trên uh, MT4 nhé trên nền tảng giao dịch của để mình có thể giao dịch forex hay giao dịch bitcoin chúng ta cùng đi đến nội dung của clip ngày hôm nay nhé thì uh, đây là nền tảng uh, MT4 để mà các anh chị em tiến hành mua bán hay là giao dịch ấy, thì chúng ta sẽ để cái góc bên uh, góc ngoài cùng bên phải này này mình sẽ rút cái uh, bút ra nhé chỉ cho anh em dễ hơn. Ok anh em có thấy cái góc ngoài cùng bên phải đúng không chỗ này này Đấy, thì mình sẽ ấn uh, đây là giao diện này để mua bán cho sẽ ấn dấu cộng Đấy, thì chúng ta sẽ có các tùy chọn là theo lệnh thị trường tức là cái giá hiện tại của thị trường đang chạy ấy. Đấy, tùy chọn thứ hai là buy limit tức là mua ở cái giá chờ các bạn đặt chờ mua ở cái vùng giá nào đấy bạn cần bạn muốn sell limit là bán ở vùng giá nào đó buy stop sell stop tương tự nhé thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh chính là lệnh thị trường mình sẽ dẫn các anh chị em cái lệnh thị trường trước nhé thì ví dụ như ở giá hiện tại thì mình đang muốn giao dịch khối lượng là 1.68 lot này mình nhập vào đây đấy. và cái mình nhấn mua thì nó sẽ khớp theo giá thị trường hiện tại có luôn đấy. nhưng trước khi mua chúng ta cần đặt lệnh stop loss sau đó sẽ là bên này, ví dụ đang giá hiện tại đang là 2031.6 thì mình sẽ đặt thần là 2029 đi. chấm 6 đi. Tương ứng khoảng stop khoảng 20 pip thì, thì tùy các bạn nhé. Còn bên này mình sẽ đặt lệnh chốt lời. Còn 20 ví dụ mình đặt ngắn thôi, 2035, mình đánh rất là ngắn thôi, vì thế. Đó, Điều sau khi đặt chốt lời xong điểm chốt lời rồi, điểm cắt lỗ bên trái nhé, điểm chốt lời bên phải. Đấy. thì các bạn sẽ ấn vào mua. Đấy. mua lệnh đã được đặt xong thì chúng ta sẽ lấy số lệnh đây số lệnh đây Đấy, thì như mình đã có năng có lãi rồi này đấy, thì mình sẽ phải đồ này, mình đang có hướng là khả năng nó sẽ tăng lên một chút, đấy, mình đã, 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 đã mua, thì có thể mình lên cái đỉnh cũ này mình chốt này chẳng hạn đấy. đấy cái tab này thì là cái tab mũi tên này chỉ là cái tab số lệnh của mình thì thì cái đấy là cái bước đặt lệnh nhé. thì cái bước thứ hai để chia chốt thì làm thế nào? chia chốt thì như sau, ví dụ như mình sẽ click vào đây, mình sẽ uh, giữ li vào đấy thì sẽ có phần sửa lệnh này, À, để chia chốt đúng không? chuyện đây mình sẽ giữ đi và mình sẽ đóng lệnh này. Đó. Thì bình thường các bạn thường đóng lệnh này với lợi nhuận bao nhiêu này này đấy. Nhưng để chia chốt thì bạn thể nhập thay đổi khối lượng đây. Ví dụ như mình đang có khối lượng là một knot trong sáu thì mình muốn chốt trước đi, chốt trước một một phần nào đấy. Thì mình sẽ đặt là, đây mình sẽ đặt bên này. Nếu như mình thay đổi nó là một nốt đi. Đấy, thì mình sẽ ấn đóng lệnh nhuận này. Đóng lệnh nhuận đây. Đấy, thì mình sẽ các bạn đóng lệ nhuận đây, đóng lệnh nhuận. Đấy. Thì các bạn thấy không? Đấy lệnh của mình sẽ còn 0.68 nốt thôi. Và mình đã chốt được một nốt rồi. Đấy. Vậy, vậy cái lần một nốt đây nó sẽ lợi nhuận đây nó sẽ là 7 này. Đấy. bảy đô. Đấy. Đây là cái phần chia chốt nhá. Chia chốt là như vậy. Còn rời số tốc nốt thì sao? Được rồi sau các bạn sẽ giữ lì vào đây Các bạn sửa lệnh Các bạn đang để số đó là 2029 chẳng hạn mà giá nó gần đến vùng này rồi mà bạn thấy là Có thể nó sẽ hồi lại Ở phía dưới Ví thì bạn sẽ rời lệnh xuống một chút nó là 2028 chẳng hạn Đấy Bạn sửa Đấy như vậy là cái điểm Các bạn để này Cái điểm số đó, đó là dưới này rồi Đấy Điểm chút là trên này hiện tại đây Đấy thì trong clip này mình đã dẫn nhanh các bạn cái cách các bạn đặt lệnh mua bán chia chốt rời stop not trên uh, tài khoản MT4 nhé. Thế này các lệnh cơ bản nhất. Còn các lệnh uh, ví dụ như là sell limit hay buy limit thì các bạn tương tự nhé. Các bạn chọn vào đây, các bạn có thể chọn, tìm nhập các tùy chọn này, nhập giá muốn này, nhập lệnh cắt lỗ, chốt lời này. Đấy, cái giá bạn muốn mua khi nó đến cái giá này nó sẽ bay. Ok, hy vọng là video sẽ đem đến hữu ích cho các bạn các bạn quan tâm đến cách mở tài, mở tài khoản giao dịch thì có thể tham khảo một số sàn giao dịch uy tín như sàn Fibo Group hay sàn HFM mình có để link dưới phần mô tả nhé thì cái quyền lợi của bạn khi tham gia cái mở dưới link dưới phần mô tả của mình là các bạn sẽ được tham gia cái group, trading của mình sẽ nhận các tín hiệu giao dịch trong phiên rất là nhanh gọn group trading đây nhận các tín hiệu đây ví dụ như hôm qua mình có cho tín hiệu buy đây 2027 2025 và chốt lời được 80 pip đến 2023 này. 2023 này. Đó. ok thì trên đây là clip hướng dẫn của mình về, uh, về cách mua bán chia chốt và giật chốt uh, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau